chạy đến mộ, chạy từ mộ. Người ta chạy khi có chuyện khẩn cấp, hệ trọng, bất thường vừa xảy ra, chứ không ai chạy khi không vội vã, chạy khi không có việc cần, chạy khi còn được là tỷ phú thời gian. Tin mừng Gioan của Chúa Nhật Phục Sinh chỉ vỏn vẹn 9 câu, nhưng có đến 3 lần động từ chạy được 3 nhân vật trong trình thuật thực hiện. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Nhân vật Maria Magdala là người đến mộ rất sớm. Bà là người được Đức Giêsu yêu thương đặc biệt và bà cũng yêu mến Ngài hơn các người khác. Chẳng thế mà bà luôn có mặt với Đức Giêsu suốt đường khổ nạn, dưới chân thánh giá và khi tẩm liệm, mai táng bên cạnh mẫu thân của Ngài. Bà tin mừng Matthew, Marco và Gioan đều ghi nhận sự hiện diện yêu thương của bà trong những giờ phút kinh hoàng đau thương nhất của Đức Giêsu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria, vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Tin mừng cho thấy bà là người đầu tiên ra viếng mộ và là người đầu tiên thấy mộ trống. Tin mừng Matthew còn kể chi tiết hơn. Bà đã gặp thiên sứ và chính thiên sứ đã nói với bà đi gặp các môn đệ để nói cho các ông biết người đã trỗi dậy từ cõi chết. Tin mừng Gioan còn quả quyết, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra gặp bà khi bà đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Và bà cứ tưởng Ngài là người làm vườn cho đến khi Ngài gọi tên bà. Lúc đó bà mới nhận ra Ngài. Sáng sớm hôm ấy, bà đã lầm lũi, ngậm ngùi ra viếng mộ với cõi lòng tan nát vì người bà yêu mến đã chết và yên nghỉ ngàn thu trong mộ. Bước chân đến mộ buồn thảm, nặng nề, lê thê lắm, chứ không hớn hở, phấn chấn như những ngày đón thầy ghé nhà nghỉ ngơi trên đường truyền giáo. Nhưng bất ngờ, bà ra khỏi buồn thương, sầu thảm khi ánh sáng phục sinh bừng cháy, đốt nóng trái tim và thôi thúc đôi chân bà, khiến bà hối hả chạy thật nhanh, nhanh bao nhiêu có thể để báo tin thầy đã sống lại cho các môn đệ. Quả thật, tin vui phục sinh vĩ đại quá đã không cho phép bà chậm trễ dù một phút. Tin mừng Chúa đã sống lại thật như lời người đã hứa, vỡ òa niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà không gì có thể ngăn cản be bờ, đã khiến đôi chân thường ngày vốn bé bỏng, yếu đuối của bà bỗng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thoăn thoắt chạy đua với thời gian để tin mừng thầy đã sống lại được mau chóng đến với các môn đệ. Bà vui như chưa từng vui, hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc. Bà tin vui sống lại như nhấc bổng bà lên cao, chắp cho bà đôi cánh để bà bay đi rất xa, đi thật xa với tin vui Chúa sống lại. Vì quả thực, từ nay bà không còn muốn tìm kiếm gì khác.
bởi niềm vui, hạnh phúc, phần thưởng lớn nhất của một đời làm người hôm nay bà đã chiếm trọn. Khi mừng rỡ kể lại cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Bên cạnh Maria Magdala, người đàn bà đã chạy rất nhanh loan báo tin vui phục sinh cho các môn đệ, là hai ông Phêrô và Gioan. Cả hai cùng chạy ra mộ vì nhận tin mừng phục sinh từ người đàn bà mà Đức Giêsu yêu thương đã từ mộ chạy về báo. Cả hai cúi đầu chạy, chạy bán sống bán chết vì niềm vui sắp được gặp Thầy sống lại từ cõi chết trong tim chất ngất, vỡ òa. Chính khao khát được gặp Thầy đã thúc bách các ông hối hả, vội vã chạy thật nhanh đến mộ. Vì thế mới có chuyện ông Gioan chạy nhanh hơn, đã đến mộ trước và bỏ ông Phêrô lại ở phía sau. Chính tình yêu hai ông dành cho Đức Giêsu đã làm cho đôi chân các ông trở nên săn chắc, bạo dạn, vững mạnh, quả quyết phóng nhanh trên đường ra mộ với duy nhất một niềm vui đến từ hy vọng được gặp Thầy. Và niềm hy vọng đã thành sự thật khi hai ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng của người chết sống lại, khi những băng vải để ở đó, khăn che đầu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Khi hai ông hiểu vì nhớ lại lời Đức Giêsu cũng như Kinh Thánh đã nói, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết, và niềm vui phục sinh tràn ngập tâm hồn khi hai ông đã thấy và đã tin. Vâng, cả ba nhân vật trong trình thuật buổi sáng phục sinh đều chạy. Maria Magdala đã chạy từ mộ. Hai môn đệ Phêrô và Gioan đã chạy đến mộ. Nhưng cả ba đều chạy do một động lực chung là đức tin. Một niềm vui chung là tin mừng sống lại. Một tình yêu chung là Đức Giêsu phục sinh. Thật vậy, đức tin luôn là động lực thúc bách. Vì đức tin bao hàm tình yêu mãnh liệt dành cho một đối tượng là Đức Giêsu. Và phục sinh luôn là tin vui vĩ đại, tin mừng vô cùng lớn lao, không gì có thể so sánh, vì đã chết mà nay sống, đã tiêu tan mà nay hiện hữu, đã không còn gì mà nay có tất cả, đã chết trên thập giá và chôn trong mồ mà nay sống lại vinh quang, khải hoàn. Nhận được tin vui phục sinh, những con người hạnh phúc như Maria Magdala, Phêrô và Gioan, mỗi người đã chạy theo kiểu của mình, chạy theo hướng riêng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để loan báo Đức Giêsu đã chết và nay đã sống lại. Maria Magdala chạy báo tin vui Thầy đã sống lại cho các môn đệ. Phêrô chạy đi loan báo Đức Giêsu đấng mà nhờ danh người mà mọi người nhận được ơn tha tội tại nhà ông Cornelio, người Roma, sĩ quan đại đội trưởng thuộc cơ đội Italia ở Cesare. Còn Gioan, những bước chân chan chứa niềm vui phục sinh đã dẫn ông vào con đường nội tâm của đức tin để tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ không còn chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nhận tin vui phục sinh, các vị không còn đi trên những con đường cũ, nhưng đi trên con đường mới đang mở ra. Trên đó, mỗi người loan báo Đức Giêsu sống lại theo kiểu của mình bằng kinh nghiệm bản thân, nhờ cảm nghiệm thiêng liêng cá nhân với Đức Giêsu phục sinh. Con đường phục sinh mới này rực rỡ hy vọng và vượt qua những mặc cảm tội lỗi đã chối Thầy, mặc cảm đã hèn nhát bỏ Thầy ở giờ phút đau thương, mặc cảm đã không tin Thầy sẽ sống lại để lên đường đến muôn dân với Đức Giêsu phục sinh và bình an của Ngài. Nhận tin vui phục sinh, chúng ta cũng như Maria Magdala, Phêrô và Gioan được mời gọi chạy nhanh trên đường đức tin, tình yêu và hy vọng vào đấng đã sống lại từ cõi chết và hẹn gặp các môn đệ Ngài ở Galilee. Để từ đó, tin mừng phục sinh được lan tỏa đến các dân tộc và hết mọi thời, bởi niềm vui phục sinh chỉ tiếp tục tồn tại và lớn lên, sinh sôi ơn cứu rỗi cho mọi người khi chúng ta hối hả chạy nhanh đến tận cùng thế giới.
loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, như Maria Magdala, Phêrô và Gioan đã hối hả, vội vã chạy để báo tin Chúa đã chết và đã sống lại như lời người đã hứa. Alleluia. Mừng Chúa chiến thắng tư thần, mùa hồng ơn chưa tràn nhân trần. Ngày giờ giờ con Chúa hiên vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Đã tặng ban trại rộng.